phát hiện tình đầu 62 tuổi chưa lấy chồng, chú rể U70 từ Mỹ về Việt Nam hỏi cưới. Sau 40 năm định cư ở Mỹ, người đàn ông U70 về Việt Nam thì vô tình gặp lại mối tình đầu. Phát hiện bà chưa lấy chồng, ông liền đến dạm hỏi và tổ chức lễ cưới linh đình. Ngày 14 tháng 1, thông tin chú rể 65 tuổi làm lễ cưới cùng cô dâu 62 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh khiến mạng xã hội xôn xao. Câu chuyện về lễ cưới đặc biệt này được trang Tôi Là Dân Hóc Môn đăng tải. Ngoài hình ảnh hạnh phúc của cô dâu chú rể, trang này còn chia sẻ chúc mừng cô dâu chú rể sau gần 4 thập kỷ đã tìm lại được nhau. Cô dâu 62 tuổi ở Bình Chánh, chú rể 65 tuổi người Hóc Môn. Cô dâu là tình đầu của chú rể nhưng sau này chú rể đi Mỹ, còn cô dâu vẫn ở vậy. Thật là vui mừng khi mà sau gần 4 thập kỷ, chú rể về Việt Nam vô tình gặp lại tình đầu của mình. Hôm nay chính là ngày vui của cô chú, đang làm tiệc tại Hóc Môn. Chúc mừng cô chú trăm năm hạnh phúc, mùa cưới năm nay lại thêm một đôi trọn vẹn. Bên dưới bài đăng, cộng đồng mạng để lại rất nhiều bình luận chúc phúc cô dâu chú rể tìm được nhau ở tuổi xế chiều. Anh Phan Bảo Ngụ, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, xác nhận đúng là hôm nay 14 tháng 1, anh họ của tôi là Văn Tuấn, 65 tuổi, Hóc Môn, tổ chức lễ cưới cùng chị Kim Nhàn, 62 tuổi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc sáng, tôi có tham gia bưng quả, sang nhà gái rước dâu cùng anh Tuấn. Anh Tuấn trở về Việt Nam sau hơn 40 năm định cư ở Mỹ. Anh và chị Nhàn từng là tình đầu của nhau. Anh Bảo cho biết hiện vợ chồng anh Tuấn đang đãi tiệc tại nhà ở Hóc Môn. Tiệc cưới được đông đảo người thân, họ hàng đến tham dự và chúc phúc. Ai cũng mừng cho anh Tuấn và chị Nhàn. Cuối cùng cả hai đã gặp lại nhau. Chúng tôi đều hy vọng anh chị hạnh phúc viên mãn, anh Bảo chia sẻ. Dù cặp đôi đã lớn tuổi nhưng lễ cưới diễn ra rất chỉnh chu, thực hiện đúng và đủ các nghi lễ truyền thống. Tết này, ông bà đã có nhau, tài khoản Ái Nhiên hào hứng chúc mừng cho cô dâu chú rể U70. Nhiều tài khoản mạng xã hội cũng cho rằng lễ cưới của ông Văn Tuấn và bà Kim Nhàn thực sự là điểm sáng cho mùa cưới 2023-2024. Trước đây, bộ ảnh cưới ông bà anh 50 năm vẫn nắm chặt tay nhau khiến giới trẻ ngưỡng mộ. Nếu ở tuổi đôi mươi, các cặp đôi có thể thỏa sức thể hiện tình cảm bằng vô số cách thì với ông bà anh khi bước sang tuổi thất thập cổ lai hy hơi ấm tình ảm càng đậm sâu hơn. Nhưng cách thể hiện lại có phần kín đáo hơn. Qua tìm hiểu thì được biết, hai nhân vật chính trong bức ảnh trên là ông Tào Văn Khánh, 83 tuổi và bà Đoàn Thị Toan, 72 tuổi. Hiện hai ông bà đang sống tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Bộ ảnh cưới hút nghìn like này được một tài khoản Facebook chia sẻ. Hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà ngoại em. Gia đình tổ chức kỷ niệm và cháu gái đưa ông bà đi chụp bộ ảnh. Đó là lời mở đầu trong bài chia sẻ hút về 6.000 lượt thích cùng vô số bình luận của chủ tài khoản Facebook Nguyễn Ngọc Anh. Ban đầu, khi nghe ý tưởng này thì bà cũng ngại nên vội vàng từ chối. Nhưng đến khi thấy con cháu dục dịch chuẩn bị mọi thứ thì bà cũng vui và háo hức không kém. Ngày xưa, đám cưới thời bao cấp không có điều kiện chụp ảnh nên bộ ảnh này có ý nghĩa rất lớn đối với ông bà và cả gia đình. Qua câu chuyện tình cảm đong đầy yêu thương này, nhiều người cũng hy vọng sẽ tìm được một nửa của mình để có thể nắm tay nhau đến tận khi đầu bạc răng long, để được mặc váy cưới cùng người ấy đôi ba lần cái đám cưới bạc, vàng, kim cương, để được sánh đôi bên nhau dù đã qua cái tuổi xuân xanh, để được là thanh xuân của nhau.